hello à quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony hiện tại bây giờ là buổi trưa ngày chủ nhật và đây là một cái video nó gọi là bất thành lình các bạn nhé, mà mình cũng có thể nói là đột xuất và tại vì cái thông tin nó nóng hổi vừa thổi vừa nghe và chúng ta nguy cơ có thể là phải tìm cái nơi ẩn trốn các bạn ơi. Rầm rộ trên cộng đồng mạng cách đây nửa tiếng đồng hồ tổng thống nga đã có một cái họp cuộc họp khẩn cấp với bộ quốc phòng nga và ông ta đưa ra chỉ thị cho Bộ Quốc phòng chuẩn bị bơm nguyên tử trong trạng thái sẵn sàng bấm nút. Hiện tại bây giờ thì khối châu Âu, NATO, Mỹ đang họp khẩn cấp cả luôn ngay trong tòa bà đốc và giám đốc thư ký báo chí đã lên tiếng và họp khẩn cấp rồi. Bây giờ thì, thì hiện tại bây giờ mình không biết lúc nào ông ta sẽ bấm nút tại vì có một cái lý do mà ông ta phải làm cái chuyện này. Sau đây mời các bạn theo dõi cái video nhé. Và nếu thấy nó hay nó hữu ích thì bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem các bạn nhé. Đang dẫn hai đứa bé để đi hớt tóc này các bạn đó 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 các bạn thấy không đây nhưng mà tự nhiên đùng một cái tôi đi mới vừa nghe một cái thông tin này nó mới vừa lên luôn các bạn ơi gây cấn và hốc búa quá đó là tình hình chiến sự tại Ukraine tổng thống nga mới vừa kêu bộ quốc phòng nga chuẩn bị mời các bạn theo dõi cái video này nha nếu thấy cái thông tin nó hay nó hữu ích thì bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta vòng quanh thế giới luôn các bạn phải biết cái thông tin này để đề phòng và chuẩn bị không biết mình đề phòng chuẩn bị như thế nào nhưng hy vọng là cầu nguyện trời phật ơn trên qua bình cho thế giới các bạn ơi. Kỳ này ông tổng thống Nga ổng chơi lớn rồi. Hiện tại bây giờ thì trong tòa Bạch Đốc đang rộn ràng rầm rã lên. phóng à, viên báo chí cũng như là bà à, giám đốc à, à, báo chí tòa Bạch Đốc cũng như là chú bảy đang ở trong tòa Bạch Đốc ngày chủ nhật hôm nay là chủ nhật các bạn thì đang yên ổn thì tự nhiên bây giờ đùng 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 mọi người đang họp báo khẩn cấp rồi các bạn ơi. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết vì sao tại sao tổng thống Nga chuẩn bị bom nguyên tử. Rồi các bạn ơi cách đây vài phút thì à, ông tổng thống Nga ông có họp với tất cả các bộ trưởng trong đó có cả luôn bộ trưởng quốc phòng của nga và ông ta nói như thế này hiện tại bây giờ thì nato eu mỹ rầm rộ châu á cho mỹ everybody đang coi như là trừng phạt nước nga và ông ta cảm thấy là à, nước nga đang bị dồn vào đường cùng và đang rất là nguy hiểm cho nước nga cũng như là người nga cho nên ông ta mở ra một cái cuộc họp khẩn cấp cách đây mấy chục phút và kêu ông bộ trưởng quốc phòng ra chuẩn bị bom nguyên tử và trong trạng thái sẵn sàng bấm nút để mờ chống trả kẻ thù. Tại vì ông ta nói hiện tại bây giờ vòng quanh thế giới tất cả mọi nước đang dồn nước nga vào đường cùng. Tại vì những cái lệnh trừng phạt trong hai ba ngày vừa qua từ Mỹ, từ NATO, từ châu Âu, từ EU, bây giờ đến cái chuyện là rầm rộ các nước châu Âu đang hỗ trợ vũ khí quân sự cho nước Ukraine. Cho nên bây giờ ông ta thấy bất an. Với lại vào cách đây một tiếng đồng hồ thì quân đội Nga đã bị coi như là đánh bật trở ra khỏi thủ đô của Ukraine. Đáng lý đó các bạn thì tối hôm qua hai bên giao tranh rất là gây cấn và khốc liệt. Và Nga đã chuẩn bị lấy được thủ đô nước Ukraine. Nhưng không ngờ Nga đã bị tổn thất nặng nề và đang bị đánh bật ra. Cho nên bây giờ cả hai chuyến tiến, thứ nhất là tại Ukraine, ông Nga cũng đang bị quánh bật trở ngược ra khỏi thủ đô, chưa chiếm được thủ đô. Đây là một cái điều mà ông ta không thể nào ngờ được, tại vì ông ta tưởng đó là cái quân đội của ông ta hùng mạnh thì có thể lấy nước Ukraine trong vòng tức tốc 48 tiếng, 72 tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ, ngoài dự tính của ông ta, bên cạnh đó thì rầm rộ bên ngoài vòng quanh thế giới người dân cả luôn người dân trong nước nga cũng không có ủng hộ cái chuyện ông ta đem quân đi xâm lược rồi bên cạnh đó thì bây giờ rầm rộ các nước vòng quanh thế giới đang hỗ trợ tiền bạc hỗ trợ tinh thần cầu nguyện cho người dân ukraine cả luôn hỗ trợ quân sự rồi tại vì đức là nước đầu tiên ủng hộ vũ khí cho ukraine bây giờ rầm rộ các nước châu âu vòng quanh đó cũng đã gửi xa tăng thiết giáp máy bay súng à, ống cho nó tốn lại là gửi được cái gì gửi cộng luôn chú bảy chú bảy không có gửi nhiều nhưng mà chú bảy chỉ có gửi 350 triệu đô la không biết cái thời buổi chiến tranh như thế này người ta đang cần giúp đỡ mà chú bảy lại đi gửi tiền để làm gì cái đó thì chỉ có chú bảy đọc và lại thôi các bạn và cả luôn thống đốc của tiểu bang Texas ông ta đã order tất cả các nhà hàng à, tiệm tùng ở trong cái tiểu bang phạm vi tiểu bang Texas remove tất cả đồ đạc của nước nga xuống ngay lập tức không cho bán đồ của nước nga không cho xài đồ của nước nga đây cũng là một cái chuyện mà coi như là 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 phản đối cái chuyện nga xâm lăng ukraine đó các bạn ông thống đốc Tây Ban tết Sự thì ổng không có đủ quyền hành để đem quân đội đi giúp ukraine nhưng đây cũng là một cái cách để mà ổng giúp hỗ trợ tinh thần và cũng như làm suy yếu cái nền kinh tế của nước nga bên cạnh đó thì tổng thống trump cũng đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích ông tổng thống nga và tổng trump nói như thế này tất cả những cái chuyện mà đang xảy ra, đáng lý nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tổng thống trump còn đang ở trong tòa bà đốc cộng lại là chú bảy là nguyên nhân đã đẩy ông nga làm cái chuyện này, tại vì chú bảy đã làm cho ông nga giàu mạnh và đã đưa ông nga à, coi như, coi như là là kiểu, kiểu như là à, muốn mở rộng bờ cõi đó các bạn tất cả lỗi lầm là do chú bảy các bạn thử suy nghĩ xem nếu bây giờ ông nga một thân một mình chống trọi lại cả thế giới và ông ta đi người lên ông ta bấm một cái nút thôi thì dĩ nhiên cùi hết sợ lỡ đó các bạn tức là ý ông ta nói là cùng nhau ôm nhau một đứa thì không bể đầu thì cũng bị sức chán một đứa không bị sức chán thì cũng bị què dò tức là ý là ông ta bấm cái nút bơm nguyên tử thì dĩ nhiên cái hậu quả nó ghê gớm lắm các bạn ơi không biết hai thế... cái thời thế kỷ 21 này mà hai bên giao tranh với nhau mà bấm nút thôi là mệt đó các bạn cầm súng bắn thì mình còn có thể trốn được chứ mà hai bên mà cùng nhau bấm nút bom nguyên tử thì thôi coi như là xong thì đây cũng là một cái thông tin mà hiện tại bây giờ rầm rộ vòng quanh thế giới đang trong tình trạng coi như là ở Lam nữa bạn mình gọi là ở Lam đó cảnh báo khốc liệt và tại tòa bà đốc thì bà kỳ đã có một cái cuộc họp báo hiện tại bây giờ cách đây 10 phút bà đã lên họp báo và uh, bà nói là ok Hiện tại bây giờ chú Bảy đang rầm rộ họ họp khẩn cấp với khối NATO cũng như là khối EU cũng như là tất cả các đồng minh của Mỹ để sẵn sàng trong cái tình trạng là nếu ông tổng thống Nga Putin ông bấm cái nút mà bom nguyên tử thì Mỹ và khối NATO sẽ làm gì cũng như châu Âu sẽ làm gì. Nói nôm na là hiện tại bây giờ tất cả mọi người đang trong tình trạng tìm hầm để trốn các bạn ơi giờ mình cũng không biết làm sao nữa rồi sau giờ phút nhanh gọn lẹ buổi sáng buổi trưa đi buổi trưa đi giờ là 12 giờ trưa rồi buổi trưa ngày chủ nhật tôi này uh, thấy một cái thông tin mà có thể nói là nóng hổi vừa thổi vừa nghe tôi này nhảy lên đây để chia sẻ lại với các bạn liền thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báo để xem cái video này nếu các bạn thấy thông tin nó hay nó hữu ích thì please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel bây giờ thì Tony sẽ vào bên trong cái tiệm hớt tóc đó để xem coi coi là cái anh hớt tóc ảnh có hớt cho hai nhóc của tôi này chưa tại vì đang ngồi trong tiệm hớt tóc mà cập nhật được một cái thông tin mà nó nóng hổi như thế này mà không nhảy lên chia sẻ liền á thì sợ để đến mai thì nó nguội các bạn chứ thường thường thì tôi này ít có làm video buổi trưa ngày chủ nhật lắm rồi cảm ơn các bạn rất nhiều have a good weekend bye bye